ลเมืองเป็นดีบ่มีเจอเหล้าเศร้ากันเด้อไอ้นี่แอบมากินอันเข้าเมาไอ้นี่อันเข้ามาเด้อมัวถูกกับสู่กันแน่เอ้ยจังมาเนี่ยแอบมากินปลาจำในบ้องมั่มกันเด้อเต้าอาบน้ำพอเดือดสีกิ้งกับสู่กันเด้อแอบมาแลคนจันยิงครับแก้มติ้งเต้ากันนี่น้องหลานออกเจียนสายก็ไอ้มาเงาะฉันเธอก็ได้กินข้าวเมามักอายหอมไม่รอจูบติ๊กเมืองฉันเอ้ยอันมาเกินเมืองเอานะมาได้กินข้าวห้างบ่ายนอนต่อก็ได้มาเมืองฉันนี่เธอก็ได้รอจูบตาเดือดแดดด้วยไม่รอสายเนอะยินดีที่ท่านผู้ชมฟังได้ทันเลยได้ขอบคุณเงินกึ่งพุ่ยเถอะครับÀ, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh của mình. Thì mình hiện tại thì đang đứng ở sân vận động trung tâm xã Ngọc Triền các bạn. Thì vừa rồi là đang nằm ở trên homestay thì nghe hay quá nên là ra đây quay. Không ngờ cái ông nghệ nhân ông hát hay thật các bạn. Và bây giờ tiếp tục là chương trình văn nghệ các bạn nhé, mời các bạn đón xem. Ở đây thì bây giờ rất là đông người. Mặc dù tầm này giờ này đã giờ ăn cơm rồi, gần 7 giờ tối các bạn. Trang phục đẹp nhất đi xem hội các bạn.
rất là vui luôn. Đấy. Mặc dù là giờ này là giờ ăn cơm nhưng mà sân vận động này rất là đông luôn các bạn nhá. Thank you.
xin được cảm ơn các cô gái đến từ Bản Kẻ với tiết mục rất đặc sắc vừa rồi. Tiếp theo chương trình là bài múa Mùa Vàng Vùng Cao do đội văn nghệ Bản Chăm Pộng biểu diễn. Xin kính mời các quý vị đại biểu cùng thưởng thức. Thank you.
một tiết mục rất là đặc sắc. Trân trọng cảm ơn Đời Văn Nghệ đến từ Trầm Mộng. Liên tục chương trình đó là tốp ca nữ do Đội Văn Nghệ trường mầm non Ngọc Chiến biểu diễn mang tựa đề Nhịp điệu Tây Bắc. Xin mời quý vị hướng lên sân khấu để thưởng thức. Trường mầm non Ngọc Chiến. Tiếp nối chương trình là bài múa Thu Về Vùng Cao do Đội Văn Nghệ bản Trong Khâu biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Đấy, các bạn càng tối càng đông thôi ạ. Ở trên này thì rất là vui luôn.
mình còn ở Ngọc Chiến ngày mai nữa. Các bạn chờ đón mình những video tiếp theo. Ngày mai mình sẽ đi Ngọc Chiến các bạn nhé. Ok, video của mình cũng xin kết thúc ở đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.